rồi các bạn chip tới đâu tụi con chép tới chỗ thầy ghi bài tập chưa? Trả lời biết để thầy giảng bài nữa nha. Ai chép xong tới chỗ thầy ghi số 3 là hàm số y bằng fx có lim của y bằng 2 rồi lim của y bằng trừ 3 cho thầy con số 1, của ai chưa xong ghi số 0 coi. Rồi, bây giờ chuẩn bị thầy giảng bài cho tụi con về cái hôm nay mình sẽ học bài liên quan đến đường tiệm cận. Thì thầy ôn lại gồm hai phần là tiệm cận đứng và tiệm cận ngang cho tụi con luôn. Cho kỹ lại hai cái. Thứ nhất á là tiệm cận ngang là gì? Tiệm cận ngang là một cái đường thẳng nằm ngang song song với trục hoành và có dạng là phương trình là y bằng một số. Do đó cái mà thầy muốn cho tụi con nắm cứng cái phần này đó là gì? Đó là lý thuyết khi định nghĩa về tiệm cận ngang là hàm số thỏa mãn một trong hai giới hạn. Giới hạn thứ nhất là khi x tiến đến vô cực. Chúng ta nhớ nè, là x tiến tới vô cực thì y tiến tới hữu hạn là nó đến tiệm cận ngang. Như vậy x tiến đến dương vô cùng hoặc là x tiến đến âm vô cùng, kết quả phải ra một số, kết quả phải ra một số. Vậy cái số đó có thể giống nhau hoặc cũng có thể khác nhau, hoặc chỉ có thể ra một trường hợp thôi, nghĩa là hàm số chỉ có liêm x tính đến dương vô cùng thôi, hoặc là hàm số cũng chỉ có liêm x tính âm vô cùng thôi, hoặc là hàm số có cả hai liêm cùng một lúc và ra cùng một số, hoặc là hàm số cũng có cả hai liêm cùng một lúc nhưng ra hai số khác nhau. Thì bây giờ tụi con thấy thầy cho ba ví dụ bài tập nè, ba ví dụ bài tập nha. Thứ nhất tụi con thấy đây, đây là hàm số y bằng fx chỉ có đúng một lim là x đến dương vô cùng và bằng con số trừ 2. Cho đó tiệm cận ngang của mình rất là đơn giản, chính là đường thẳng y bằng trừ 2. Ai hiểu cái này cho thầy con số 1 coi nè. Ai hiểu đây là con số 1 thì khẩn trương lên là coi, tương tác lên nè. Ok ha. Tiếp tục nè, tiếp tục. Lim của x y khi x tính đến dương vô cùng thì bằng 4. Lim của y khi x tính âm vô cùng cũng bằng 4, có nghĩa hai này nó bằng giống giống nhau. Hai lim. Cái này là chỉ xét khi x tính đến dương vô cùng thôi, là đối với bài 1. Còn bài 2 là tiệm cận ngang là y bằng 4 mà khi xét tới x tới hai trường hợp cộng trừ dương vô cùng đều ra bằng 4. Và cái cuối cùng đó là bài này tụi con thấy dương vô cùng thì ra 2 mà âm vô cùng là ra trừ 3, khác nhau. Thì đó bài này có tiệm cận ngang là đường thẳng y bằng 2 xét khi x tính đến dương vô cùng, còn đường thẳng y bằng trừ 3 khi x tính âm vô cùng. Ok ha. Rồi tụi con sửa bài tập vào. Bây giờ thầy sẽ qua phần tiếp theo, đó là bài tập liên quan đến bảng biến thiên nha. Mình học là mình nắm cho thầy bài tập liên quan đến tiệm cận ngang, tiệm cận đứng là tụi con học sẽ có 4 dạng bài tập cơ bản. Bài tập thứ nhất là bài tập lý thuyết, giống như thầy mới dạy xong 3 bài tập 1, 2, 3 nè. Bài tập thứ hai là bài tập liên quan đến bảng biến thiên. Bài tập thứ ba là bài tập liên quan tới số liệu cụ thể. Và bài tập cuối cùng là mang tính chất tư duy hơn một chút xíu, là bài tập liên quan đến tìm M. Được chưa nè? Đó, thầy sẽ ví dụ cho tụi con coi.
Rồi bây giờ thầy qua phần tiếp theo nha. Các bạn cố gắng không kịp thì tụi con coi lại video code. Thầy record lại, video record lại. Còn nếu kịp thì tụi ta cứ tiếp tục ha. Bây giờ tụi con cứ cố gắng lắng nghe. Tại vì hôm nay thầy muốn dạy cho xong bài luôn. Cái đó là chúng ta cố gắng nha, đừng cái làm việc riêng. Như tụi con thấy thầy sẽ cho một ví dụ liên quan tới bảng biến thiên nè. Ví dụ 4. Cho hàm số y bằng fx và thỏa mãn bảng biến thiên. Thì nhìn vào bảng biến thiên để mình biết cách kết luận nó là tiệm cận ngang. Hãy cho bảng thiên x y phẩy y âm vô cùng, dương vô cùng, trừ 1, 2. Thì ví dụ nha. Rồi. À, đây là hàm số y bằng fx và có bảng biến thiên như thầy đã cho. Bây giờ nhìn vào bảng biến thiên kết luận cho thầy tiệm cận ngang. Bây giờ thầy mời một bạn nói thử coi hiểu bài không nha. Thầy mời bạn Tấn Dũng nè. Tấn Dũng dạ, ơi. Rồi con trả lời thầy đi. Đó, mày hay hỏi thầy mấy cái bài khó lắm, bây giờ hỏi bài cơ bản mà trả lời được là chết với tao. Ngang là mình ngang là con nói con nói cho các bạn nghe luôn, nói các bạn nghe luôn chứ phải nói mình con hiểu. Ngang là chúng ta dựa vào hai đầu x tiến tới đâu? X tiến tới cộng với cùng. Đúng rồi. Giỏi. Đúng rồi, đúng rồi. Từ từ, từ từ để thầy nói các bạn nghe hiểu luôn, không thầy giảng lại, hiểu không? Rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào hai đầu âm vô cùng và dương vô cùng. Bởi vì trong lý thuyết thầy đã nói tụi con rồi, lim là chúng ta xét tiệm cận ngang là hai đầu âm vô cùng và dương vô cùng, thấy không tụi con? Đó, để là coi thứ nào mới vô thì chửi cho coi nè. Đó, giờ mới vô học. Bảo Ngọc. À, Bảo Ngọc hả? Rồi, tụi con thấy không? Âm vô cùng hoặc là dương vô cùng, được chưa nè? Sau đó kết quả phải ra một số hữu hạn. Là có nghĩa là Dũng sẽ nhìn xuống dòng nào con? Dạ, nhìn xuống cái dòng Y. Đúng rồi, dòng Y, đây dòng Y đây. Dòng Y nó ra một số mới được. Còn nó không ra số thì không phải là tiệm cận ngang. Bữa trước thầy đã dạy tụi con mấp mé mấy bài bữa trước rồi nhớ không? Như vậy bài này tiệm cận ngang là Y bằng mấy nè Dũng? Tiệm cận ngang là hay là Y bằng 3. À, Y bằng trừ 2 đối với đầu âm vô cùng. Còn y bằng 3 là đối với đầu gì cả lớp, dương vô cùng. Rất là dễ, được chưa nè? Rồi cảm ơn Dũng nha. Rồi ai hiểu rồi cố gắng tương tác với thầy, cho thầy con số 5 coi này, đó là coi thử bao nhiêu bạn hiểu bài này nè. Hãy lên nè, đây là những bài tập rất căn bản và tụi con phải làm được khi đi thi, vì nó là nên để cho điểm tụi con mà. Bản thân tụi con phải hiểu, còn không hiểu thì hỏi thầy giảng lại. Mấy đứa mà im im là ráng chịu nha, thầy nói rồi đó. Hiểu rồi phải nhớ bài chứ, mới hiểu rồi hôm nay học quên sao ngày mai quên luôn à. Mấy đứa khác đâu, mới có 5 số đứa mà 7-8 đứa à. Lớp này vô tới 21 đứa mà giờ trả lời thầy có chút xíu à. Mấy bạn khác làm sao, tương tác nhanh lên nè. Bảo Ngọc ơi, Bảo Ngọc, lát Bảo Ngọc coi lại video thì coi nhanh coi Bảo Ngọc. Rồi ok, để không tiếc động mất thời gian thầy tiếp tục nha. Rồi, bây giờ thầy sẽ cho bài tập liên quan tới số cụ thể. Thì giống như bài gì rồi nè. Rồi, mấy bài tập kia tụi con chép vô giùm thầy đi nha. Mấy đứa chờ thầy chút xíu nha. Rồi bây giờ mình tới bài tập số liệu cụ thể cho tụi con nha.
Rồi thầy viết trong ra trên bảng rồi nha. Bây giờ thầy sẽ tới bài thứ nhất. Rồi. Bài thứ nhất là hàm số y bằng 2x trừ 3 chia x cộng 4. Thầy ghi bài nào làm bài đó luôn nè. Tiệm cận ngang là chúng ta sẽ tiếp tục. Tụi con thấy là lý thuyết thầy đã nói tụi con sao, tụi con chép bài rồi nha. Thứ nhất là chúng ta phải trải qua hai bước lớn. Bước thứ nhất đó là hai chút xíu. Rồi, bước thứ nhất là tụi con thấy là hàm số tập xác định phải có ít nhất một ký hiệu âm hoặc dương vô cùng. Ý thứ hai là chúng ta tiếp tục đến việc vì muốn tính lim mà ra kết quả là một số hữu hạn. Khi ít tiến đến vô cực thì lim này là lim mà tụi con phải sử dụng kiến thức. Đó là chúng ta sẽ đánh giá vào bậc tử và bậc mẫu. Đó là cái kỹ năng tính. Nếu bậc tử lớn hơn bậc mẫu thì sẽ không có tiệm cận ngang. Còn nếu bậc tử bé hơn bậc mẫu thì tiệm cận ngang của mình trong trường hợp này là duy nhất. Và cụ thể là đường thẳng y bằng 0. Và y bằng 0 thì khi trong đề bài dẫn dắt cái câu văn trong giải thiết có thể người ta dùng là tiệm cận ngang là trục hoành, tiệm cận ngang là trục OX, thì mình hiểu rằng có phương trình là y bằng 0, tụi con nhớ nha. Và nếu bậc tử bằng bậc mẫu thì chắc chắn sẽ có tiệm cận ngang. Và cụ thể như thế nào thì là tiếp tục thầy phân ra thành những trường hợp trong nội dung này như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu hàm số không có chứa căn bậc 2 thì mình sẽ có tiệm cận ngang duy nhất nếu thỏa mãn hai trường hợp bậc tử bé hơn hoặc bằng bậc mẫu. Và cụ thể như sau, nếu bậc tử bé hơn bậc mẫu thì cũng tương tự ra trường hợp tổng quát là y bằng 0 sẽ là tiệm cận ngang. Còn nếu bậc tử mà bằng bậc mẫu thì tiệm cận ngang của chúng ta được tính bằng công thức hệ số cao nhất tử chia cho hệ số cao nhất mẫu. Và bây giờ thầy tới bài tập như thế này cho tụi con nha. Rồi tiếp tục nha mấy đứa. Đây, với bài này tụi con thấy bài này là bài không có căn. Không có căn chúng ta xét bậc tử và bậc mẫu. Bậc tử của thầy là gì tụi con nè? Bậc tử của thầy chính là bậc 1 vì là x. Bậc mẫu của thầy cũng là bậc 1 cũng là x. Như vậy tiệm cận ngang chính là đường thẳng y bằng hệ số đứng trước số mũ cao nhất trên tử chia hệ số đứng trước số mũ cao nhất ở dưới mẫu. Như vậy tụi con thấy hệ số đứng trước trên tử cao nhất số mũ đó là số 2, hệ số đứng trước cái mẫu chính là cao nhất số 1. Như vậy tiệm cận ngang là bằng y bằng 2 chia 1 bằng 2. Rồi các bạn hiểu bài này chưa? Cho thầy con số 3. Khẩn trương lên. Rồi hiểu bài này rồi đúng không? Con số 3, con số 3. Nhanh lên tụi con ơi, để thầy dạy bài nữa nè. Đừng để thầy mất thời gian. Mọi người trả lời nhanh lên, khẩn trương lên nè, tập trung. Những người mà trả lời chậm là những người chắc là nãy giờ lo làm việc riêng quá à. Thảo My đâu? Hôm nay Thảo My không thấy Thảo My với bạn Lê Nhật. Lê Nhật sao thấy Lê Nhật vô ta? Lê Nhật đây. Khánh Vy sao thấy Mai Anh ta? Rồi tiếp tục, đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai. Bài thứ hai. Y bằng 2x bình trừ x cộng 1 chia cho 1 trừ 2x. Bài này chúng ta thấy bậc tử là bậc 2, bậc mẫu là bậc 1, nên bài này không có tiệm cận ngang. Bây giờ thầy giảng bài luôn nha. Tiếp tục bài số 3. Y bằng
3x bình cộng 4 chia 4 trừ x bình. Chúng ta thấy bậc tử cao nhất là bậc 2, bậc mẫu cao nhất cũng là bậc 2. Như vậy tiệm cận ngang của chúng ta là hệ số đứng trước bậc cao nhất tử là 3, hệ số đứng trước bậc cao nhất mẫu là trừ 1. Như vậy đó là tiệm cận ngang y bằng trừ 3. Tiếp tục bài số 4. Bài số 4 y bằng x bình trừ 4x cộng 3 chia cho x bình trừ 9. Như vậy chúng ta thấy tiệm cận ngang chính là 1 chia 1 là bằng 1, là tiệm cận ngang. Bởi vì bậc tử cao nhất là bậc 1, bậc 2, bậc mẫu cao nhất cũng là bậc 2, nên hệ số đứng trước tử cao nhất chia cho hệ số cao nhất với mẫu là bằng 1. Ok ha. Bây giờ thầy tiếp tục qua bài số 5. À, không hiểu gì thì trả thì nhắn tin cho thầy ha, hoặc là làm ký hiệu cho thầy biết. Bài số 5. Bài số 6. Bài số 7. Bài số 8. Đây là 4 bài cùng một loại. Rồi. Bây giờ tiếp tục, trước khi qua bài này thì thầy sẽ qua phần lý thuyết giảng bài tụi con. Đây là dạng căn ha. À, trước khi thầy sẽ qua bài số số 5, số 6 trước đi, xong thầy giảng qua bên kia sau. Thì bây giờ tụi con tiếp tục tới cái phần kiến thức, đó là gì? Tiệm cận ngang đối với bài toán có chứa căn bậc 2. Thì chứa căn bậc 2 thì tụi con nhớ cho thầy, nó sẽ có hai trường hợp là căn bậc 2 ở dưới là bậc 1 và căn bậc 2 ở dưới là bậc 2. Hồi nãy trong phần viết lý thuyết thì thầy không có ghi cái phần bậc 1 để thầy cho bài tập cụ thể cho con nhớ hơn. Còn phần bậc 2 á thì thầy ghi cụ thể cho nó chi tiết, tụi con sau này phân loại nó dễ. Thì mấy đứa nhìn nè. Tụi con nhìn nè. Đối với bậc dưới căn và bậc nhất á thì chúng ta sẽ so sánh cho thầy bậc tử và bậc mẫu trước. Bậc tử của chúng ta nó sẽ có hai chỗ, đó là bậc ở trong căn là bậc 1. Nhưng mà ở trong căn bậc 1 mà khi đưa ra ngoài căn thì như tụi con đã học là bậc của mình sẽ giảm xuống 2 lần. Là nên là còn lại bậc trong căn là bậc 1 phần 2. Ở ra ngoài là 1 phần 2. Còn ở ngoài của mình cái chữ x là bậc 1. Như vậy hiện tại bậc cao nhất tử của mình là bậc 1. Được chưa nè? Dưới mẫu của thầy cũng là bậc 1. Đó, như vậy bậc tử bằng bậc mẫu. Và cái này thầy muốn dạy tụi con thật kỹ ở chỗ những câu trắc nghiệm đúng sai, những câu dạy trắc nghiệm mà nó đòi hỏi cho chúng ta phải hiểu bản chất lý thuyết thật kỹ. Thì tụi con lưu ý nè, y bằng căn của x trừ 2 thì chúng ta phải đánh vô cái điều kiện là x trừ 2 phải lớn bằng 0, thì suy ra x sẽ lớn hơn bằng 2. Như vậy cái điều kiện bài này của chúng ta là chỉ xét trong khoảng trong nửa khoảng từ 2 cho tới dương vô cùng. Như vậy bài này không thể có ký hiệu âm vô cùng để tính liêm tìm tiệm cận ngang, mà bài này chỉ có ký hiệu dương vô cùng. Nên ý thầy muốn dẫn dắt tụi con tới bài này đó là thầy nói rằng bài này tiệm cận ngang, tiệm cận ngang chỉ xét đúng một đầu ít tiến đến dương vô cùng, không có đầu âm vô cùng. Tụi con hiểu bài chưa? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, và kết quả của tiệm cận ngang bài này chỉ phụ thuộc vào hệ số cao nhất tử và hệ số cao nhất mẫu, vì bậc tử bằng bậc mẫu. Do đó mình có sự nhận xét bậc trong căn khi đưa ra ngoài là 1 phần 2, nhỏ hơn bậc ở ngoài x là mũ 1. Do đó mình sẽ lấy hệ số đứng trước con chữ x này quan trọng hơn. Như vậy tiệm cận ngang của thầy chính là hệ số 1 đứng trước x, và ở dưới mẫu của thầy chính là hệ số 2, nên nó là y bằng 1 phần 2. Do đó tụi con nhớ có căn, có căn nhưng mà quyết định kết quả là do cái ở ngoài. Vì có căn là chỉ là nơi đánh giá tập xác định, còn kết quả là đánh giá dựa vào bậc cao nhất trên tử và bậc cao nhất dưới mẫu khi chúng ta nói đến trường hợp bậc tử bằng bậc mẫu. Rồi, ai hiểu cho thầy câu số 7 coi nè. Nhanh lên nè, khẩn trương. Số 7.
nhớ cho thầy thật kỹ nha, những bài này không có còn làm cái gì cao cả cả, chỉ cần đánh giá và giống như những lý thuyết mà thầy bắt tụi con học và chép bài đó, về nhà con thật kỹ với thầy ha. Thầy nói cái này cái khai giảng xong thì thầy sẽ dạy tụi con cho tất cả các bạn, vì chắc chắn sẽ có một vài bạn sẽ vào nữa, nên là thầy sẽ tranh thủ là trong cái tuần khai giảng 2 buổi thứ bảy chủ nhật á, thầy sẽ ôm lại cho tụi con tất cả những gì thầy dạy ngoài hè, cho mấy bạn mới vào cũng có cái để coi hiểu bài hơn. Còn tụi con thì coi như là ôm lại cho chắc nha. Nhớ đi học đầy đủ, bắt đầu vô năm học rồi chứ không phải là hè nữa. Thầy không có cho phép nghỉ nữa nha, nghỉ là thầy đuổi luôn á. Nên là cố gắng đi học cho đều. Nếu ai bận ca này thì cố gắng nhắn tin thầy đi học ca khác cho nó bù bài, nó không bị mất bài nha. Thầy dặn trước rồi đó. Rồi, tiếp theo bài số 6 cũng vậy tụi con. Bài số 6 thì tụi con thấy là y chang, nhưng mà thầy muốn quên. Trước khi mà thầy đi qua bài số 6, thầy muốn dạy tụi con cái chút xíu nè. Không phải vì đây là bài toán trắc nghiệm, do thầy giảng bài tụi con á, nên thầy phân tích kỹ chỗ này bằng cái bài lời giải. Nhưng mà tụi con đi thi không có cần, đi thi không có cần trình bày ra như thế này. Đi thi tụi con chỉ cần biết là ít tiếng dương vô cùng và lý do vì sao thì thầy hướng dẫn tụi con nè. Mình chỉ cần nhìn vào dưới căn. Dưới căn của mình là bậc nhất, thì tụi con thấy lý do vì sao dương vô cùng. Vì A dương, vì mình có được rằng là x trừ 2 là 1 nhân x là hệ số A là 1 là dương, nên thầy xét đầu x đến dương vô cùng. Như vậy tương tự bài số 6 cũng vậy, mình không có cần phải trình bày tập xác định mà mình nhìn vô mà biết rằng trước x thầy dặn tụi con là âm vô cùng, nên bài này mình chỉ xét đúng một đầu tiệm cận ngang là x đến âm vô cùng. Và kết quả tiệm cận ngang cũng vậy, là do bậc ở trong căn đưa ra ngoài là 1/2 giống như câu 5. Thì kết quả do hệ số cao nhất tử và hệ số cao nhất mẫu. Nhưng mà bài này mình không cần hệ số nữa, vì bậc tử của thầy là bậc 2, còn bậc 1, còn bậc mẫu của thầy là bậc 2, nên bé hẳn luôn. Bé hẳn thì tiệm cận ngang y bằng 0. Rồi, ai hiểu bài này thì cho thầy con số 9. Khẩn trương lên nào. Bài này là kết quả là y bằng 0, bởi vì bậc tử bé hẳn bậc mẫu. Nhưng mà y bằng 0 này chỉ xét đúng một đầu, đó là x nó âm vô cùng, bởi vì dưới căn là bậc nhất và hệ số A âm. Ok rồi con ha. Các bạn khác thì sao? Trời ơi, tập trung lên, tương tác cái thầy vui con nào. Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Đó là bài 7 và bài 8. Thầy còn bài 9 nữa chứ, chưa chép bài 9 cho tụi con. Bài 9, bài 10 đó thầy chép sau đi ha. Rồi, bài 7, bài 8, tất cả tập trung lên thầy nè. Nếu có căn bậc 2 mà dưới căn cũng là bậc 2 như lý thuyết thầy đã chép đây. Thì bắt buộc thầy lại xét hai trường hợp phụ thuộc vào hệ số A. Nếu dưới căn bậc 2 mà A âm thì khỏi làm luôn, tiệm cận ngang là không có. Nếu dưới căn mà là A dương thì chúng ta lại tiếp tục xét bậc tử và bậc mẫu. Được chưa? Và thầy có hai dòng màu đỏ. Bậc tử bé hơn bậc mẫu là luôn luôn cố định tiệm cận ngang duy nhất y bằng 0. Còn nếu bậc tử bằng bậc mẫu thì tiệm cận ngang sẽ có hai tiệm cận ngang. Và cụ thể như thế nào thì qua bài tập thầy sẽ hướng dẫn tụi con như sau. Tất cả tập trung lên nè. Tụi con thấy bậc tử dưới căn là bậc 2. Như vậy thầy có bậc tử đưa ra ngoài là bậc 1 nha tụi con, vì bậc 2 đưa ra ngoài căn là giảm xuống 1 là 2 lần là còn bậc 1, và bậc mẫu cũng là bậc 1, do vậy rơi vào trường hợp bậc tử bằng bậc mẫu. Và cụ thể hơn đó là trong căn hệ số A dương thì thầy tiếp tục xét kết quả như sau. Thì tụi con nhìn kết quả như sau nè. Khi chúng ta tính lim năm lớp 11 á, tụi con sẽ tập trung vào cái bậc cao nhất thôi, và hệ số đứng trước nó là 4x bình. Thì con viết ra cho thầy ngồi nháp 4x bình lấy căn. Thầy đang giảng bài thật kỹ nha. Còn ở dưới này thầy lấy bậc cao nhất là 2x. Rồi, và theo kiến thức của toán lớp ta cấp 2, lớp 9, thì căn của 4x bình là bằng căn 4 là 2. Căn của x bình mình học là trị tuyệt đối. Thấy chưa nè, các bạn khẩn trương tập trung vô nha. Như vậy, trị tuyệt đối muốn phá thì chia ra hai trường hợp, bởi vì mình đang tính lim mà. X tính âm vô cùng và dương vô cùng. Dương vô cùng là dương, dương thì tuyệt đối bỏ ra là chính nó.
Cái đó nó chính là 2x chia 2x và tiệm cận ngay lúc này là y bằng 1. Còn nếu âm, âm thì trị tuyệt đối bỏ ra là có dấu trừ, trừ 2x chia 2x và trị tuyệt đối bỏ ra có dấu trừ, kết quả tính ra bằng trừ 1. Do đó bài này có hai đường tìm cận ngang, đó là y bằng 1 và y bằng trừ 1. Rất là đơn giản của tụi con. Còn bài số 8 thì vi phạm hệ số A đứng trước x bình âm. Do đó bài này không có tìm cận ngang, không xét nữa. Rồi, ai hiểu hai bài này rồi? Cho thầy còn số 3. Còn 15 phút nữa là hết giờ nha tụi con. Nó hết tới cái cuối cùng mít. Khi mà thầy gần ao ra, thầy ao luôn, xong mà thầy ra cái link mới tụi con vô nha. Rồi tụi con chép bài vào cho thầy. Giờ thầy ghi bài số 9 và bài số 10 nha. Cho bài 11 luôn. Rồi, tiếp tục nha tụi con. Bây giờ chúng ta sẽ tới bài số 9. Bài số 9 thì chúng ta đánh giá trong căn là bậc 2 và có hệ số đứng trước là hệ số 9 là số dương, nên tiếp tục xét tìm cận ngang. Như vậy chúng ta thấy xét bậc tử của chúng ta bây giờ là bậc 1, vì trong căn bậc 2 đưa ra ngoài thành bậc 1 và bây giờ xuất hiện thêm một bậc 1 nữa. Do đó ở trên tử của chúng ta có hai bậc 1 thì đó là hai nơi để tạo ra kết quả cho bài liêm này tiệm cận ngang. Thì bây giờ thầy sẽ lấy kết quả thứ nhất là x cộng với căn 9x bình như thầy dạy bài kia. Căn 9x bình thầy tính luôn là 3 trừ tuyệt đối x, và ở dưới mẫu thầy chọn bậc cao nhất là 2x. Như vậy xong rồi, tụi con thấy không? Như vậy khi thầy tách trừ tuyệt đối ra thì thầy chia hai trường hợp x tính dương vô cùng. Thầy tính nhẩm luôn nha. Dương vô cùng thì tuyệt đối x là chính nó. Như vậy thầy có được là x cộng 3x là 4x chia 2x là bằng 2. Còn nếu mà x tính âm vô cùng thì thầy có được kết quả y sẽ bằng tuyệt đối bỏ ra là có dấu trừ, có nghĩa là x trừ 3x là bằng trừ 2x, chia cho 2x là bằng trừ 1. Như vậy bài này cũng có hai tiệm cận ngang. Đối với bài số 7 á, hai tiệm cận ngang của mình là hai tiệm cận ngang nha, đối nhau. Còn bài số 9 á, là hai tiệm cận ngang khác nhau hoàn toàn. Vậy tụi con lưu ý cẩn thận nha thầy, đó là bài số 9 nha. Tương tự bài số 10. Bài số 10 thầy làm tắt luôn tụi con nè, nhìn lên nè. Nhẩm luôn nha. Căn 9x bình mình đang xét với x tính dương vô cùng. Thì căn 9x bình là 3x, 3x trừ x chia cho 4x trừ căn x bình là x. Như vậy rút gọn ra được là 2 phần 3, có dấu trừ là trừ 2 phần 3. Nói nếu x tính âm vô cùng thì tụi con thấy như sau. Âm vô cùng thì chúng ta thấy là cái căn của 9x bình chỉ là trừ 3x, còn trừ x giữ nguyên, 4x giữ nguyên, và căn của x bình đưa ra ngoài là trừ x chứ trừ hành cộng x. Như vậy kết quả bài này chính là trừ 4 phần 5. Được chưa? Ô lộn, bài ở trên này bị sai rồi. 3x trừ x là 2 chứ, và là 2 phần 3. Thì bài dưới là trừ 4 phần 5. Tụi con ok chưa nè? Rồi, ai hiểu bài 9, bài 10 rồi, cho thầy con số 10 coi. Đi lên. Thầy con số 10 coi nè. Như vậy tụi con thấy ở bài 7 á, thì tiệm cận ngang chỉ do trong căn quyết định. Nhưng mà bài 9, bài 10 á, tiệm cận ngang là chúng ta ngoài cái kết quả hệ số trong căn, nó còn cái hệ số ở ngoài, vì trên tử nó có hai cái bằng nhau về bậc. Tương tự dưới mẫu đối với bài số 10 cũng vậy, cũng có hai cái bằng nhau về bậc. Nên là kết quả là như vậy nha tụi con, cố gắng coi kỹ với thầy ha. Và cuối cùng là chúng ta tới bài số 11. Bài số 11 tụi con thấy liêm của chúng ta là trừ tuyệt đối, là nó có sẵn cho tụi con luôn rồi. Như vậy thầy có kết quả là bằng 6 tuyệt đối x chia cho tuyệt đối x. Và tụi con thấy vì hai cái tuyệt đối giống nhau nên rút gọn luôn. Vậy bài này chỉ có duy nhất một tiệm cận ngang y bằng 6, và x của mình đang xét tới hai trường hợp âm và dương vô cùng luôn.
Còn ở trên tôi có thấy không? Bài 7, bài 9, bài 10 ra 2 tiệm cận ngang, nhưng mà mỗi tiệm cận ngang ứng với một đầu x tính âm vô cùng hoặc dương vô cùng. Riêng bài số 11 thì chúng ta thấy chắc chắn sẽ ra thấy hai tiệm cận ngang ứng với hai trường hợp x tính dương vô cùng, x âm vô cùng. Nhưng mà vô tình khi tính giá trị ra thì nó ra cùng một số là y bằng 6. Được chưa tụi con? Lưu ý với thầy thật kỹ. Vậy đây chính là 11 bài toán để mà chúng ta đánh vào tiệm cận ngang cho tụi con hiểu bài. Rồi, các bạn chép bài vô cho thầy đi ha. Thầy cho 5 phút nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua lý thuyết mới, đó là tiệm cận đứng cho tụi con một lần nữa. Rồi 5 phút chép bài cho thầy ha.
ngoài đường toàn xe. Tiệm cận đứng là phải thỏa mãn một trong bốn giới hạn lim của fx khi x tiến tới x0 cộng, lim của fx khi x tiến tới x0 trừ. Kết quả phải ra là một vô cực. Như vậy là con thấy là nó là ngược lại của tiệm cận ngang, là x tiến tới hữu hạn là x0 cộng trừ nha, thì y phải tiến đến vô hạn, vô cực. Như vậy thì khi đó cái x bằng x0 mới gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Và qua đó thầy có một số kết luận để cho con nắm cứng cho thầy về tiệm cận đứng như sau. Số tiệm cận đứng chính là số nghiệm của mẫu, không là nghiệm của tử, thỏa mãn điều kiện căn bậc 2 nếu có. Thì thầy ghi ba màu để cho con thấy được là cái sự linh hoạt trong quá trình chúng ta làm trắc nghiệm. Đầu tiên, số tiệm cận đứng chính là số nghiệm của mẫu. Sau đó chúng ta mới đụng tới là không là nghiệm của tử. Và cuối cùng là chúng ta sẽ xét đến điều kiện căn bậc 2 nếu bài toán đó không có chứa căn bậc 2. Thì bây giờ tụi con nhìn thấy ba bài tập mà thầy sẽ hướng dẫn tụi con. Bài tập thứ nhất đó là bài tập liên quan tới lý thuyết. Người ta cho lim x tiến đến 3 cộng. Kết quả ra âm vô cùng, vậy thỏa mãn cái yêu cầu là x tiến tới x rô cộng x rô trừ và y tiến tới một cái giá trị vô cực. Như vậy tiệm cận đứng là x bằng 3. Còn bài này là x tiến tới trừ 2 trừ nhưng mà kết quả ra một số là không phải vô cực. Như vậy không phải là tiệm cận đứng. Rồi, ai hiểu bài này cho thầy con số 2. Khẩn trương lên nào. Con số 2. Alo, rồi con ha. Tiếp tục, chúng ta đến bài số 2. Đó là bảng biến thiên, sẵn theo ôm luôn tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang thì chúng ta nãy nói rồi, âm vô cùng nhìn xuống một số, như vậy y bằng 5. Dương vô cùng nhìn xuống thấy một số, y bằng 3 là tiệm cận ngang. Còn tiệm cận đứng thì bây giờ tụi con nắm cho thầy những cái yêu cầu thầy dặn tụi con như sau nè. Tiệm cận đứng là dấu hiệu nhìn vào dấu 2 gạch, nhớ chưa? Dấu 2 gạch. Dấu 2 gạch phải đi hết bảng biến thiên là từ y phải đến chữ y, hai dòng luôn, tụi con thấy không? Hai dòng luôn. Thì lúc này mình mới xét tiếp một điều kiện thứ hai, đó là hai bên, hai phía của dấu 2 gạch phải có ít nhất một ký hiệu vô cực. Một ký hiệu thôi là đủ rồi. Mà giờ bài này có hai ký hiệu thì quá tốt. Thì lúc này tiệm cận đứng chính là con số ở trên dòng chữ x, x bằng trừ 2. Rồi, các bạn ai hiểu là thẩn trương tương tác cho thầy tốt nè. Ai hiểu cho thầy con số 4. Nhanh lên nè, tất cả mọi người cùng nhắn tin chứ không phải là một vài bạn tập trung học online mà. Như vậy nhớ thầy nha, tiệm cận đứng là nhìn vào dấu 2 gạch. Dấu 2 gạch nhưng mà ở hai bên phải có cái hiệu vô cực, một trong hai, một đứa là đủ rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là tụi con nhớ là dấu hai gạch phải đi hết bảng biến thiên, chứ không phải đi chút xíu chỗ đạo hàm. Đi chút xíu đạo hàm là mình nghĩ tới chỗ là cực trị nếu mà đổi dấu nữa, nhớ nghe chưa? Rồi, bây giờ chúng ta tới bài tập cuối cùng là bài tập số cụ thể. Thì số tiệm cận đứng chính là số nghiệm của mẫu, không là nghiệm của tử nếu điều kiện chúng ta không có căn. Còn có căn thì tiếp tục chúng ta xét điều kiện ha. Bây giờ tụi con nhìn thầy làm ba bài đầu tiên. Bài 1, bài 2 và bài 3. Bài 1 đây, bài 2 đây, bài 3 đây, tôi nhìn nè. Bài 1, tiệm cận đứng của thầy giải ra nghiệm mẫu là x bằng 1. À, nghiệm mẫu là x bằng 1. Nhưng mà cái câu này không là nghiệm của tử thì thầy có hai cách giải nha tụi con. Không là nghiệm của tử thầy có hai cách giải. Cách giải thứ nhất là thầy bấm máy tính nghiệm tử ra, tụi con bấm tính nghiệm tử ra. Nếu nghiệm tử mà khác với nghiệm mẫu thì cái nghiệm mẫu đó sẽ trở thành tiệm cận đứng, là đối với bài toán không có căn. Không có căn thì tụi con bấm máy tính nghiệm tử nó mới dễ dàng. Còn nếu mà bài toán có căn thì lát thầy nói sau. Bài toán có căn thì tụi không có căn tụi con tính nghiệm tử ra. Nghiệm tử tính ra được 5/2. Như vậy 5/2 nó khác với số 1, do đó 1 vẫn là tiệm cận đứng bài này ha. Tương tự bài này,
Thầy bấm máy tính mẫu ra, 4 trừ x bình thầy ra được nghiệm x bằng 2 và x bằng trừ 2. Thì nó có hai tiệm cận đứng là 2 và trừ 2. Với tử thầy bấm máy tính ra là vô nghiệm, vô nghiệm. Nên thằng này vẫn tồn tại hai tiệm cận đứng. Riêng bài 3, thầy bấm mẫu ra x bình trừ 16, thầy bấm mẫu ra được nghiệm bằng 4 và nghiệm bằng trừ 4. Còn tử thầy bấm tính ra nghiệm bằng 1 và nghiệm bằng 4. Như vậy thầy lấy nghiệm mẫu, thầy so sánh với nghiệm tử. X bằng 4 bị trùng rồi tụi con à, bị trùng nên bỏ. Còn x bằng trừ 4 thì không trùng, lúc này mới gọi là tiệm cận đứng. Và đây chính là ba bài tập thầy hướng dẫn tụi con liên quan đến tiệm cận đứng. Và bài tập này không có chữ căn. Chúng ta lấy nghiệm mẫu, sau đó bấm nghiệm tử, là lấy những nghiệm mẫu so sánh với nghiệm tử. Nếu giống thì loại, nếu không giống thì chúng ta nhận đó là tiệm cận đứng. Rồi, qua ba bài tập này ai hiểu tụi con chép bài vào nha. Ai hiểu ba bài tập này thầy cho thầy con số 5. Khẩn trương vô, các bạn khác thì sao? Thầy cho chúng ta 2 phút để chép bài tập vào nha. Con suy nghĩ tiếp thầy bài 4 và bài 5 nha. Đó là trường hợp thỏa mãn căn bậc 2 nếu có. Rồi thầy cho 5 phút tụi con làm bài nha. Chúng ta tới cái bài số 4, tụi con thấy nè. Mẫu của chúng ta giải ra có hai nghiệm là x bình trừ 3, x bằng 0. Thầy bấm máy tính hoặc tụi con tính nhẩm nha. X bằng 0, x bằng 3. Bây giờ nếu mà nó có căn bậc 2 thì chúng ta sao mà bấm máy tính nghiệm được trên căn? Tại vì nghiệm trên căn nó lúc đó có nhiều nghiệm mà, đâu phải phương trình bậc 2 đâu, ra cụ thể là bao nhiêu. Thì do đó thì mình sử dụng một phương pháp khác là phương pháp nhập hàm trên tử. Tụi con nhập cái hàm trên tử cho thầy vào trong máy tính, rồi nhấn cái thầy nút Ctrl. Đó là những bạn mà không có tính nhẩm tốt. Còn những bạn tính nhẩm tốt thì thôi khỏi cần, mình thế số vô mình giải cũng được. Vậy khi mà con thế máy tính vô và bấm máy tính mà giảm bánh con á, nếu mà nó ra kết quả là 0 hoặc mắc error thì mình loại ngay, không phải tiệm cận đứng. Còn nếu mà nó ra kết quả là một số khác không, kết quả nha tụi con, kết quả thì nó chính là tiệm cận đứng nha tụi con. Như vậy thầy coi thầy làm nè, thầy lấy con số 0 thì thế lên tử nè, 0 trừ 2 mà lấy căn là mắc error rồi, loại ngay lập tức. Và đây không phải là tiệm cận đứng, loại. Còn 3 thầy thế lên, 3 trừ cho 2 là bằng 1, lấy căn là 1 cộng 3 là 4 là khác không, vậy nó chính là tiệm cận đứng. Rồi, tụi con hiểu cái phương pháp thầy nói tụi con thì cho thầy con số 7 coi nè. Đầu tiên cho cái mẫu nó bằng 0 giải ra nghiệm. Rồi sau đó chúng ta lấy nghiệm thế lên tử. Nếu ra 0 hoặc mắc error là loại. Còn nếu ra được kết quả đó là một số khác 0 thì nó sẽ là tiệm cận đứng của chúng ta. Rồi ai hiểu cái thầy con số 7 lên, khẩn trương lên. Thì Tuyên Hoàng Yến có hiểu rồi không con? Tuyên sẽ thấy đau mắt im ru của Thị Tuyên. Lê Nhật ơi, Lê Nhật có hiểu bài không con? Sao thấy Lê Nhật tương tác gì hết trơn à? Thảo My, Lê Nhật im ru à, ngồi chắc ngồi chơi có điện thoại quá đi. Thế Hưng hiểu bài không? Thế Hưng, Như Hảo, bây giờ thầy thấy Như Hảo trả lời luôn á. Cũng được trả lời cũng được. Rồi bạn Anh Thư nè, Khánh Vy đâu? Khánh Vy hiểu không? Khánh Vy, Ngọc là ok rồi nè. Rồi tiếp tục nha tụi con. Bài cuối cùng là bài số 5, cũng dễ thôi. Thầy giải ra mẫu có nghiệm là x mũ 3 trừ 25x. Cái này là kinh nghiệm thầy chỉ tụi con rất nhiều rồi.
Nếu mà giải tay thì x ra ngoài, x bình trừ 25, 25 thì ra một nghiệm bằng 0 nè, một nghiệm bằng 5 nè, và một nghiệm bằng trừ 5. Được chưa? Rồi, 0 thì thế vô là bằng mấy tụi con nè? 0 thế vô là bằng 4. Căn 4 là 2, 2 trừ 2 là bằng 0, nên loại luôn nha, vì là ra số 0 nè. 5 thế vô là căn 9, căn 9 là 3, 3 trừ 2 là bằng 1, thỏa mãn khác không nên nhận tiệm cận đứng. Còn trừ 5 thế vô là mắc error, trừ 5 cộng 4 là bằng trừ 1, căn của trừ 1 là mắc error rồi. Như vậy bài này giải ra 3 nghiệm nhưng mà chỉ có một nghiệm nhận à, nên chỉ có một tiệm cận đứng duy nhất. Rồi sửa bài vô nhanh lên nào. Rồi bây giờ thầy qua phần cuối cùng hôm nay. Vậy xong phần này là chúng ta nghỉ ha. Đó là khảo sát hàm số nhất biến. À, khảo sát hàm số nhất biến với tụi con. Rồi thầy quay luôn nha, lát tụi con coi video record nha. Rồi các bạn nhìn ở đây, hàm số nhất biến khảo sát hàm số nhất biến cái dạng y bằng ax cộng b chia cho cx cộng d. Thứ nhất đó là tập xác định. Xác định hàm số này chính là bằng d bằng r, có nghĩa là cho cái mẫu nó khác không á tụi con, cx cộng d khác không, và thầy giải ra x khác trừ d chia c, có nghĩa là r bỏ đi trừ d chia c. Còn nếu cụ thể tách ra thành khoảng là âm vô cùng tới trừ d chia c hợp với trừ d chia c tới dương vô cùng. Tiếp theo đó là chúng ta tính đến đạo hàm. Đạo hàm của ta chính là a nhân d trừ b nhân c chia cho cx cộng d tất cả bình. À, và tụi con lưu ý với thầy nè, đạo hàm này có hai hướng. À, nếu a nhân d trừ b nhân c dương thì mình nói là hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Còn nếu a nhân d trừ b nhân c âm thì kết luận rằng hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Và cụ thể như sau, là nếu mà nói cụ thể luôn á, cái từ khoảng xác định á, nó được thay thế bằng hai cái khoảng, đó là âm vô cùng đến trừ d chia c, và đó chính là đây nè, đó đây nè thấy chưa tụi con. À, và trừ d chia c tới dương vô cùng. Lưu ý với thầy điều này nha, đó là phần liên quan tới đạo hàm. Và hàm số này chắc chắn mình thấy rồi, đạo hàm như vậy là không có cực trị nha tụi con. Tiếp theo đó là những yếu tố rất quan trọng để làm những bài tập khó hơn. À, đó là tụi con sẽ làm liên quan tới kia gọi là bốn cái giá trị này ha, học thuộc cái thầy này. Thứ nhất đó là tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu. Nghiệm của mẫu của chúng ta là trừ d chia c, nên tiệm cận đứng là trừ d chia c, x bằng trừ d chia c. Tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang là hệ số cao nhất tử A chia hệ số cao nhất mẫu C. Và cái này rất là quan trọng là nắm chắc cái thầy nha, đó là cắt với OX là trục hoành. Cắt với trục hoành tại điểm có tọa độ là tung độ sẽ bằng 0, và hoành độ chính là nghiệm tử trừ B chia A. Bởi vì tung độ bằng 0 thì một phân số bằng 0, khi tử nó bằng 0 và tử bằng 0 giải ra là trừ B chia A. Và cắt với trục tung. Cắt với trục tung tại điểm có tung độ chính là điểm này có hoành độ sẽ bằng 0, và tung độ chính là hệ số tự do B chia D. À, ok ha, đây là bốn cái lý thuyết rất quan trọng lắm nha thầy. Và chỗ này suy ra là đồ thị này cũng có tên là cái tâm đối xứng. Tâm đối xứng là điểm Y là giao điểm của hai đường tiệm cận, là có hoành độ chính là tiệm cận đứng, tung độ là tiệm cận ngang, là giao điểm hai đường tiệm cận nha tụi con. Đó là phần lý thuyết. Rồi chép bài cho thầy trong vòng 5 phút, khoảng 10 phút đi, 5 phút đi. 5 phút rồi xong, có gì không kịp thì thầy tiếp tục ha. Thầy sẽ có gì không kịp thì thầy có record mà, nói gì? À cho con. Nhớ cho thầy cẩn thận là chỗ tiệm cận đứng và tiệm cận ngang nha. Và giao điểm hai đường tiệm cận, sau đó là trục hoành và trục tung.
Rồi a nhân d trừ b nhân c lớn hơn 0 đồng biến, và a nhân d trừ b nhân c bé hơn 0 nghịch biến. Vì đó chính là một số mà tụi con dễ bị nhầm lẫn khi làm bài. Hiện tại thầy vẽ trên hình là màu xanh màu đỏ, rõ ràng phân biệt màu tụi con nhìn thấy dễ. Nhưng mà đi thi tụi con thấy đề in ra màu đen không à? Nên chúng ta phải phân biệt, đặc biệt là nhìn vào mũi tên nè tụi con. Nhìn vào dấu mũi tên nha. Rồi đó là một số điều thầy nhận tụi con nha. Rồi chào các bạn.